Đời rất đẹp và chuyện kể về thời kỳ đỏ lửa của một cựu tù côn đảo. Từ nhà tù Thủ Đức thì tôi đấu tranh mà không chấp nhận cái tòa của chế độ Sài Gòn. Và chúng tôi đã nổi lên một cuộc đấu tranh và giành được cái nhà lao Thủ Đức. Những ngày nhảy khắc nghiệt ở chuồng cọp. Nó đẩy vô hết chuồng cọp. Ngoài vấn đề mà nước ra đó, tuyệt đối nó không cho mình ra ngoài. Mà hễ mà hô la một cái thì vôi bột ở trên nó đổ xuống. Sau đó là nó đổ nước thì cái vôi bột nó nóng. Nó làm mình nghe lỡ loét hết. Hãy đến với chuyện kể của cô Hoàng Thị Khánh trong chương trình Đời Rất Đẹp, được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 năm 2023 trên VTV9.